Quay gần nữa không? Giữa tận nơi. Vâng, lại chào toàn thể các bác. Thì hôm nay em lại đi làm vườn và lại giới thiệu với các bác tất cả những cái mẫu kìm cưa để làm vườn. Những cái mẫu này rất chi là cần thiết đối với các bác mà đi làm vườn. Đây là cái kìm ghép cây đây các bác này, kìm ghép cây. Đối với các bác mà làm vườn thì các bác chuyên môn thì các bác biết hết sử dụng những cái kéo này rồi. Nó thật sự rất chi là tiện ích và hữu ích. Thì bên em cung cấp tất cả các loại dòng kìm kéo, các cành trên cao và cầm kìm, cầm tỉa cây đây các bác ạ. Những cái dụng cụ làm vườn ví dụ như là dao chiết, dao ghép các bác nhá. Em xin lỗi nói nhầm. Cái một dao ghép rất chi là sắc bén đây. Mà tất cả những đồ của bên em này rất chi là chất lượng. Mà giá thì giá hợp lý cực kỳ luôn. Nếu các bác mà quan tâm ấy thì cứ gọi điện trực tiếp lên số điện thoại em để bên dưới tiêu đề. Thì bên em vật tư nông nghiệp, vật cụ làm vườn, tất cả đều đầy đủ nhá. Thì những cái sản phẩm như kéo cắt cành trên cao đây, em bỏ ra 1-3 mẫu thôi để giới thiệu với các bác. Em đã bán trên thị trường rất chi là nhiều, các bác tin tưởng dùng cái sản phẩm này rồi. Thì nếu như các bác mà mua một chiếc kéo cắt cành trên cao, có thể em đóng cho các bác những cái kìm cái cưa này đi cùng, sẽ không mất cước những cái đồ vật nhỏ này các bác nhá. Rất chi là rẻ. Và những cái đồ này thì em đã bao cước các bác hết rồi, đóng thêm cả những cái đồ này vào bao cước hết các bác luôn. Giá thì hợp lý cực kỳ luôn. Đây là những chiếc dao để khoanh cây này các bác này, khoanh cây và kìm khoanh nha các bác nhá. Kìm khoanh và kéo cắt cành. Và kìm tỉa những cái mẫu này thực sự nó rất chi là sắc bén. Mà giá thì có mấy chục ngàn thôi. Đấy, cho nên là các bác mà mua những cái sản phẩm của bên em như kéo cắt cành trên cao kia, em có thể đóng gói hết những thứ này cho các bác. Mà cước thì không mất nhá, cước em sẽ bao cước hết các bác luôn. Giá thì hợp lý cực kỳ. Sản phẩm thì lúc nào là tốt nhất, nếu như các bác mà mua sản phẩm của bên em, các bác được kiểm tra hàng trước khi trả tiền nhá. Kiểm tra đúng như em giới thiệu thì các bác trả tiền. Và những cái bóng để các bác đi ghép cành, chiết cành đây này, bên em đầy đủ hết. Những cái này thì nói thật với các bác là em bán để cho các bác đủ bộ thôi, chứ những cái đồ này em không có lấy lãi. Nói thật là như thế. Như chỉ bán những cái đồ này thì rất chi là nhiều các bác có hỏi những cái đồ đi theo này. Thì em sẽ cung cấp thêm nữa cho các bác. Đây những cái cưa top cầm tay nhá. Chiếc cưa này rất chi là tiện lợi. Đấy. Giá thì cực kỳ là rẻ luôn. Còn những chiếc mẫu kéo cao cấp, kéo giá bình thường có hết. Độ sắc ngọt thì tuyệt vời. Và những cái kéo cắt cành trên cao này nữa. Kéo cắt cành trên cao này thì nhiều bác đã sử dụng rồi, các bác biết rồi, chất liệu thì thật sự là rất tuyệt vời. Đi cùng với những chiếc kéo cắt cành này thì được tặng thêm một lưỡi cưa cực kỳ sắc bén, dùng giúp cho các bác mà cắt cưa cành trên cao kìa. Còn đây, tất cả những cái mẫu này nhá. Đây là em giới thiệu 3 mẫu thôi. Còn trong kho thì rất chi là nhiều, nếu các bác mà cần số lượng, em có số lượng rất chi là nhiều để giới thiệu cho các bác, tới tay các bác. Đây thì những như cái kéo này, em đã giới thiệu với các bác những cái chức năng của nó như là cưa cành, cắt quả trên cao không rơi, tỉa cành rơi trực tiếp. Nó vô cùng là hữu ích. Đấy, những chiếc kéo, chiếc kìm này nhá. Mà giá thì lại hợp lý cực kỳ luôn. Thế các bác mà quan tâm đến những cái dàn sản phẩm này của bên em, mà cứ alo trực tiếp. Em sẽ tư vấn các bác, kể cả các bác không mua em tư vấn các bác nhá. Sản phẩm đến tay các bác thì lúc nào là tốt nhất. Và hôm nay hướng dẫn luôn các bác cái cách mà nhỏ dầu bảo vệ kéo, bảo vệ kìm. Với một cái lọ dầu như thế này nhá, mua trên thị trường có 20.000 thôi. Các bác có thể về để bảo quản những chiếc kéo của mình rất chi là tốt. Tất cả luôn chứ không nói gì là đến kéo. Đây nha các bác nhá. Ví dụ như kìm này, dao. Các bác nhỏ vào những cái phần ốc vít này của nó này. Đấy, mỗi lần sử dụng dao các bác nhỏ vào ốc này. Đây. Và cái phần quan trọng nhất nha các bác nhá, là các bác nhỏ vào những cái mắt xích của nó đây này. Những cái mắt xích này thì các bác không cần phải nhỏ trực tiếp, mà các bác sẽ nhỏ như thế này. Các bác dựng đứng cái kéo lên. Và cái phần để chăm sóc chiếc kéo của các bác là các bác sẽ bóp cò vào. Và với cái mức độ như là khóa kéo đấy, các bác sẽ tra dầu trực tiếp vào trong cái ống này. Đây em sẽ tra dầu trực tiếp vào trong cái ống này nha các bác nhé. Đấy, khi với một cái mức độ vừa đủ ấy, thì nó sẽ chảy dọc xuống dưới kia, giúp chiếc kéo của các bác dùng rất chi là trơn tru, mà cái độ bền, độ sáng nó lại được lâu. Đấy, rất chi là tốt. Các
các bác khi nhỏ xong các bác dựng lên. Thì dựng lên thì nó sẽ chảy dọc theo cái ống kéo này nhá, nó sẽ xuống dưới này. Em sẽ thử rút chiếc kéo đã được nhỏ dầu. Nó rất trơn tru và mượt mà. Rất chi là trơn rồi. Đấy, cái dầu nó sẽ chạy dọc cái ống này xuống đây. Những cái mắt ốc này các bác cũng nhỏ dầu và lau qua đi nhá. Đấy, rất chi là tiện lợi. Thì đối với những cái mẫu kéo, mẫu kìm này đây các bác mua, em sẽ đóng gói vào đây, liền vào đây hết. Em sẽ bao ship các bác tất cả những cái sản phẩm này của bên em nhé. Thế cho nên là các bác không phải lo gì giá cả, không phải lo gì tiền ship, giá cả rất chi là hợp lý. Thì cũng nói luôn qua video này, có những bác vừa gọi điện tới em là hỏi ở đâu, bảo là em ở Tân Yên, Bắc Giang. Thì các bác bảo là xa, ừ thế này xa quá. Nhưng các bác yên tâm, em đã bao ship các bác rồi cơ mà, các bác không phải lo sai gần. Em ship toàn quốc, các bác được kiểm tra hàng trước khi trả tiền, sản phẩm thì lúc nào cũng là tốt nhất. Thế cho nên là các bác cứ yên tâm nhé. Đây, cứ yên tâm chọn những cái sản phẩm của bên em, kìm kéo dao, kìm khoanh cành, tỉa cành, bóng. Em sẽ cung cấp cho các bác đầy đủ tất cả những cái vật tư về nông nghiệp. Thì các em làm video này, các bác mà quan tâm đến sản phẩm của bên em, các bác nhớ ấn vào nút đỏ đăng ký và ấn vào chuông để mỗi lần em làm sản phẩm, làm video, các bác sẽ nhận được những thông báo về những cái sản phẩm tốt nhất của bên em nhé. Vâng, em chào tất cả các bác.